sinh thì cũng đã sinh rồi, tử thì chưa tới. Mà giữa sinh và tử còn quãng đời mình phải sống chứ. Trong đạo Phật không phải là do vấn đề quá khứ là đã sinh, không có phải là vấn đề tương lai là sẽ chết, mà cái quan trọng nhất là hiện tại lạc trú. Ngày mai giống như ngày hôm nay thôi. Cái chuyện gì đã qua rồi thì nó đã qua mất rồi. Mà dường như mình thấy có là gì mình hồi tưởng thôi. Còn chuyện chưa đến thì chừng nào đến sẵn hay. Cái quan trọng là ngay trong thời gian hiện tại. Bác hiểu chứ? Bây giờ con nói nè, bác chạy một cái xe, thí dụ một cái quãng đời, con đường mà cái xe đó chạy là 100.000 mai. Nhưng mà thật sự lúc nào chị cũng có một khoảng chừng 20 thước trước mặt. Phải không? Bây giờ mình sống trên đời này 100 năm, nhưng mà lúc nào chị cũng có một ngày trước mặt. Và cái ngày đó mà an toàn thì những ngày sau cũng an toàn. Đoạn đường ngay hiện tại mà chúng ta tỉnh táo lái xe an toàn thì những đoạn đường về sau cũng sẽ an toàn. Thành ra Phật có dạy chúng ta tu cái kinh, một cái tu rất đơn giản là nhất dạ hiền giả, xin làm người hiền một đêm thôi là chuyện qua rồi, đừng nhớ. Vì nó qua mất tiêu rồi, chuyện chưa đến khoan lo. Ngay hiện tại đừng đem lòng chấp trước, đừng nắm giữ. Và Phật dạy nhắn nhủ hàng xuất gia cũng như tại gia là: này tỳ kheo, này thiện nam tín nữ, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm ngồi, khi coi duỗi cúi ngước, khi mặc áo ăn cơm, bất cứ lúc nào và ở đâu, khi tâm tham con biết là tham, khi tâm sân con biết là sân. Chỉ cần biết thôi à. Ví dụ mình đang nằm mơ mà mình biết à đang nằm mơ, có nghĩa là mình đã thức. Đã hú héo chứ. Cái quan trọng là cái thời gian ngay hiện tại mình à, và chuyện đang hiện tại. Còn cái ngày mai thì chừng nào nó hẳn hay.